Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 2 phép cộng, phép trừ, phân thức đại số. Ở lớp 6, ta đã biết cách cộng trừ các phân số. Làm thế nào để cộng trừ được các phân thức đại số? Thì để cộng trừ các phân thức đại số, chúng ta làm tương tự như là cộng trừ các phân số vậy các em. Đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Một la mã phép cộng các phân thức đại số. Thì phép cộng các phân thức đại số chúng ta chia làm hai mục. Mục thứ nhất là cộng hai phân thức cùng mẫu thức. Còn mục thứ hai sẽ là cộng hai phân thức khác mẫu thức. Mục 1, cộng hai phân thức cùng mẫu thức. Hoạt động 1, thực hiện phép tính -3/5 cộng cho 23/5. Thì ở lớp 6 mình đã biết là hai cái phân số này cùng mẫu, thì chúng ta giữ nguyên mẫu và mình cộng tử thức với nhau. Đó là -3 cộng cho 23. 23 trừ 3 thì chúng ta được 20. 20/5. 20/5 chúng ta rút gọn thì chúng ta được 4. 20 chia 5 bằng 4. Tương tự như cộng hai phân số cùng mẫu số, ta có quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức như sau. Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức và giữ nguyên mẫu thức. Đó, hoàn toàn giống như là cộng hai phân số. A phần m cộng b phần m cùng mẫu m, chúng ta giữ nguyên mẫu và mình cộng tử lại với nhau. Chú ý, kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là tổng. Ta thường viết tổng này dưới dạng rút gọn. Có nghĩa là sau khi mình cộng, mình phải đi rút gọn lại. Chúng ta đi vào ví dụ 1. Thực hiện phép tính, chúng ta cần cộng hai cái phân thức này. Thì mình thấy rằng là hai phân thức này có cùng mẫu, được chưa? Mình cộng như sau. Ví dụ 1, chúng ta cần cộng phân thức x-7 phần x bình y cộng cho y cộng 7 phần x bình y. Thì mình thấy rằng là hai phân thức này có cùng mẫu, cho nên là chúng ta giữ nguyên mẫu x bình y, mình cộng tử lại cho nhau. Tử là x-7 cộng cho y cộng 7. Rồi bây giờ chúng ta bỏ ngoặc nó tử ra ha. Mình được x-7 cộng cho y cộng 7 phần x bình y. Rồi tới đây chúng ta nên rút gọn. -7 cộng 7 là hết. Như vậy trên tử chúng ta còn x cộng y, mẫu là x bình y. Chúng ta xong ví dụ 1. X cộng y phần x bình y. Bây giờ chúng ta sang luyện tập 1. Thực hiện phép tính. Luyện tập 1. x-2y phần x bình cộng xy cộng cho x cộng 2y phần x bình cộng xy. Thì mình thấy rằng là hai phân thức này cùng mẫu, chúng ta giữ nguyên mẫu, được chưa? Giữ nguyên mẫu và cái mẫu này chúng ta giữ nguyên và chúng ta nên phân tích thành nhân tử, được chưa? Để mà mình rút gọn thì tạm thời thầy cứ giữ nguyên trước cái đã, tí nữa mình bước tiếp theo mình sẽ phân tích thành nhân tử để mình rút gọn. Rồi tử nè, chúng ta không cần ngoặc cũng được ha, bởi vì bài đầu tiên thầy làm ví dụ cho nên là thầy trình bày cho nó kỹ. Còn thực tế là khi cộng chúng ta bỏ ngoặc ra luôn, x-2y cộng cho x cộng 2y. Rồi bước tiếp theo chúng ta đi rút gọn, đúng không? Là mình thấy là -2y với cộng 2y rút gọn hết nè. Như vậy thì trên tử chúng ta được x cộng x chính là 2x. Còn dưới mẫu chúng ta phân tích thành nhân tử
đây có x, ở đây có x, chúng ta lấy x ra ngoài, chúng ta còn lại x cộng y. Đó. Lúc này chia tử của mẫu cho x ha. Và kết quả của chúng ta chính là 2 phần x cộng y. Đó, chúng ta xong luyện tập 1. Thì cộng hai phân thức cùng mẫu thức, chúng ta giữ nguyên mẫu cộng tử lại cho nhau. À, rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sang mục 2 nhỏ, cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau. Hoạt động 2 cho hai phân thức này, câu A quy đồng mẫu thức hai phân thức trên. Hoạt động 2, chúng ta quy đồng, mình có 1 phần x cộng 1 và 1 phần x trừ 1. Thì mình thấy là đây là x cộng 1, đây là x trừ 1. Cho nên là mẫu thức chung của chúng ta sẽ là x cộng 1 nhân với x trừ 1. Mẫu thức chung là x cộng 1 nhân với x trừ 1. Như vậy thì để đạt được cái mẫu thức chung là x cộng 1 nhân với x trừ 1 thì bạn này chúng ta cần nhân cho x trừ 1. Mẫu nhân với x trừ 1 thì tử cũng nhân cho x trừ 1. 1 nhân với x trừ 1 thì cũng chính là x trừ 1. Còn bạn này có x trừ 1 rồi, chúng ta cần nhân mẫu cho x cộng 1. Mẫu nhân x cộng 1 thì tử cũng nhân cho x cộng 1. 1 nhân với x cộng 1 thì chính là x cộng 1. Đó, chúng ta đã quy đồng xong. Từ câu A, hãy thực hiện phép tính. À, hai bạn này cộng lại. À, hai bạn này cộng lại, thực hiện phép tính này. Câu B này. Đây là câu A này. Câu B là hai bạn này cộng lại. 1 phần x cộng 1 cộng cho 1 phần x trừ 1. Thì mình thấy là hai bạn này không có cùng mẫu. Đúng không? Không cùng mẫu. Cho nên chúng ta không cộng như cái cách vừa rồi được. Nhưng mà mình thấy rằng là bạn này á thì bằng bạn này. Bạn này thì bằng bạn này. Đó. Do đó hai bạn này cộng lại cũng chính là hai bạn này cộng lại. Đồng ý chứ này. Đó. Nên chúng ta viết lại là thành x trừ 1 phần x cộng 1 x trừ 1 cộng cho bạn này chính là x cộng 1 phần x cộng 1 x trừ 1. Đó. Hai bạn này cộng lại. Đây. Hai bạn này cộng lại chính là hai bạn này cộng lại thì bằng hai bạn này cộng lại. Thì chi? Để lúc này mình thấy là hai bạn này cùng mẫu, đúng không? Cùng mẫu. Đó, thì mình vừa học rồi. Cùng mẫu thì chúng ta giữ nguyên mẫu x cộng 1 x trừ 1. Tử cộng cho nhau, tử nè, x trừ 1 cộng cho x cộng 1. Rồi bây giờ mình rút gọn. Trừ 1 với cộng 1 là hết, đúng không? Trừ 1 cộng 1 là hết. Còn x cộng x thì chúng ta được là 2x. X nhân x á, thì x mũ 2. Còn x cộng x á, thì 2x. X cộng 1 x trừ 1. Đó. Chúng ta xong ha. Tới đây mình không thể rút gọn được nữa, mình ngừng. Thì nhắc lại này. X nhân x á, thì bằng x mũ 2. Còn x cộng x á, thì bằng 2x. À, khác nhau ha. Chúng ta xong hoạt động 2. Thì qua cái hoạt động này, chúng ta thấy rằng là để mà cộng hai phân thức không cùng mẫu thì việc đầu tiên chúng ta đi quy đồng mẫu rồi sau đó mình cộng, đúng không? Đây các em, để tính phân thức này cộng với phân thức này ta thường làm như sau. Thì việc đầu tiên mình thấy là hai phân thức này không cùng mẫu, cho nên là việc đầu tiên chúng ta đi quy đồng mẫu nha. Quy đồng mẫu thì mình nhìn vào đây mình thấy là mẫu thức chung sẽ là hai bạn này nhân với nhau, được chưa? Đó, hai bạn này nhân với nhau. Đây, lấy mẫu thức chung là x cộng 1 nhân với x trừ 1. Đó. Thì mình lấy ngoài chữ nháp, mình ghi ngoài chữ nháp, rồi sau đó mình đi quy đồng. Thì bạn này có x cộng 1 rồi, thì mình cần nhân cho lượng x trừ 1. Mẫu nhân x trừ 1 thì tử nhân với x trừ 1. Còn bạn này có cái lượng x trừ 1 rồi, thì mình cần nhân cho lượng x cộng 1. Mẫu nhân x cộng 1 thì tử cũng nhân với x cộng 1. Đó. Lúc này chúng ta đạt được mẫu thức chung. Lúc này hai cái mẫu này giống nhau, đúng không? Giống nhau. Giống nhau thì chúng ta muốn cộng hai phân thức này thì mình giữ nguyên mẫu, cộng tử lại x trừ 1
cộng cho x cộng 1, đây người ta bỏ ngoặc luôn, x trừ 1 cộng cho x cộng 1. Lúc này trừ 1 cộng 1 là hết, x cộng x là 2x, mẫu giữ nguyên. Ok, đó là cách để mà chúng ta cộng hai phân thức không cùng mẫu. Quy tắc: muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, có mẫu thức khác nhau hay nói khác là không cùng mẫu đó, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. Đó, mình đi quy đồng rồi sau mình cộng thôi. Chúng ta sang ví dụ 2, thực hiện phép tính. Ví dụ, ví dụ 2, chúng ta cần cộng hai phân thức này, 1 trừ x phần x y cộng cho x bình cộng cho 1 phần x cộng y. Thì hai phân thức này mình thấy là không cùng mẫu. Muốn cộng hai phân thức này chúng ta phải đi quy đồng mẫu. Mà muốn quy đồng mẫu á thì mình phải tìm mẫu thức chung, đúng không? Mẫu thức chung. Muốn tìm mẫu thức chung thì việc đầu tiên mình sẽ đi phân tích cái mẫu này thành nhân tử. 1 trừ x nè. Thì đây x, x nè, mình lấy x ra ngoài. Mình lấy x ra, mình còn y cộng cho x. Hay nói khác là x cộng y. Đó. Thì lúc này chúng ta thấy đây là x nhân x cộng y. Còn bạn này là x cộng y. Như vậy thì mình dễ dàng nhận ra x nhân x cộng y sẽ là mẫu thức chung. Được chưa nè? Như vậy thì để đạt được mẫu thức chung thì bạn này đạt được mẫu thức chung rồi. Còn bạn này chúng ta cần nhân thêm x để đạt được mẫu thức chung. Mẫu nhân x thì tử cũng nhân x. Đó, mẫu nhân x thì tử cũng nhân x. Đó, mẫu giống nhau rồi đúng không? Mẫu giống nhau rồi, chúng ta giữ nguyên mẫu và tử mình cộng lại. 1 trừ x cộng x. Đó. Và bước cuối cùng là chúng ta đi thu gọn. Thì đây là trừ x cộng x là hết nè. Như vậy thì chúng ta còn 1 phần x x cộng y. Ok. Chúng ta xong ví dụ 2 ha. Đây, 1 phần x x cộng y. Bây giờ chúng ta sang luyện tập 2. Thực hiện phép tính. Luyện tập 2. 1 phần x bình cộng x y cộng cho 1 phần x y cộng y bình. Hai phân thức này mình thấy là mẫu khác nhau. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta đi quy đồng mẫu. Muốn quy đồng mẫu thì việc đầu tiên mình phải đi tìm mẫu thức chung. Mà muốn tìm mẫu thức chung thì việc đầu tiên chúng ta phải đi phân tích nha, mình đi phân tích nó thành nhân tử. Lấy x bình cộng x y thì chúng ta lấy x ra ngoài, mình còn x cộng y. Rồi bạn này là x y cộng y bình thì chúng ta lấy y ra ngoài, mình còn lại là x cộng y luôn, đúng không? Đó. Chúng ta đi phân tích mẫu thành nhân tử. Rồi từ đây mình sẽ thấy được mẫu thức chung. Ở đây x nè, ở đây y nè, x cộng y giống nhau nè. Như vậy thì mẫu thức chung sẽ là x y mở ngoặc x cộng y. Được chưa nè? Nháp nha, mẫu thức chung sẽ là x cộng y. Ok chưa nè? Mẫu thức chung. Mình ghi ngoài nháp. Như vậy thì bạn này để đạt được mẫu thức chung là đây, thì bạn này cần nhân thêm y, đúng không? Mẫu nhân y thì tử cũng nhân y x cộng y. Còn bạn này y x cộng y, để đạt được cái mẫu thức chung ở đây thì bạn này cần nhân thêm x. Mẫu nhân x thì tử cũng nhân x. Đó, mình vừa quy đồng xong. Bước này là mình phân tích thành nhân tử. Rồi bước này là quy đồng. Ví dụ như bài này thầy tách ra thôi, chứ còn thực chất mình có thể gộp đây luôn.
Rồi xong rồi, lúc này hai phân thức này cùng mẫu, chúng ta giữ nguyên mẫu, lấy tử cộng cho nhau, y cộng x cũng chính là x cộng y. Và bước cuối cùng là đi rút gọn. Thì mình thấy là x cộng y với x cộng y chúng ta có thể rút gọn. Và chú ý, rút gọn chẳng qua là chúng ta chia tử và mẫu cho x cộng y. Tử chia cho x cộng y thì chúng ta được 1, còn mẫu chúng ta được x y. Chúng ta xong luyện tập 2. Chúng ta vừa tìm hiểu cộng hai phân thức cùng mẫu, rồi cộng hai phân thức khác mẫu. Chúng ta sang ba nhỏ, tính chất của phép cộng phân thức. Hoạt động 3, hãy nêu tính chất của phép cộng phân số. Thì phép cộng phân số chúng ta có các tính chất như là giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất là cộng với không. Thì giống như phép cộng phân số, phép cộng phân thức nó cũng có các tính chất sau, đó là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp và tính chất là cộng với số 0. Cộng với số 0 thì bằng chính nó. Chúng ta sẽ áp dụng những tính chất này để mình làm ví dụ 3. Chứng tỏ giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến. Thì mình biết rằng là để mà chứng tỏ giá trị của biểu thức này không phụ thuộc vào giá trị của biến thì chúng ta sẽ đi rút gọn cái biểu thức P này. Và mình chắc chắn một điều rằng là sau khi mình rút gọn nó sẽ ra một số thật. Cái biểu thức sau khi rút gọn nó không còn biến trong đó nữa. Điều đó có nghĩa là nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Được chưa? Còn mình rút gọn mà nó còn biến trong đó thì mình xem lại. Mình sai chỗ này. Nha. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng tỏ giá trị của biểu thức này không phụ thuộc vào giá trị của biến. T bằng, thì thầy không viết lại đề nha, thầy làm luôn nha, thầy không chép lại đề. Thì mình thấy rằng là hai bạn này có mẫu giống nhau, đúng không? Có mẫu giống nhau. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán để mình đưa bạn này lên trước. Bạn này mình đưa ra sao? Đó, giao hoán là mình đổi chỗ đó. Được không nè? Bạn này 2x viết lại nè. Rồi tiếp theo là x bình cộng 4x cộng 4. Bạn này đưa lên trước là cộng cho 2 trừ x. Rồi x bình cộng 4x cộng 4. Rồi tới bạn này cộng cho x cộng 1 phần x cộng 2. Đó, chúng ta vừa thực hiện giao hoán nha. Rồi sau đó áp dụng tính chất kết hợp, chúng ta kết hợp hai bạn này lại. Đó, để mình thực hiện hai bạn này trước, đúng không? Rồi lúc này hai bạn này cùng mẫu, chúng ta giữ nguyên mẫu. Đó, giữ nguyên mẫu lấy tử cộng lại. Tử là 2x cộng 2 trừ x. Rồi sau đó mấy bạn này x cộng 1 phần x cộng 2. Bước tiếp theo chúng ta đi rút gọn, đúng không? Thì đây là 2x trừ cho x. 2x trừ x thì mình còn x cộng 2. Còn mẫu của dạng hàng đẳng thức, đúng không? A bình cộng 4 là 2 nhân x nhân 2. 2AB cộng cho 4 là 2 bình. Có dạng hàng đẳng thức chính là x cộng 2 tất cả bình. Ok chưa nào? Không tin thì lấy cái này. Các bạn khai triển lại. Được cái này. Rồi bạn này thầy viết lại x cộng 1 phần x cộng 2. Đó. Lúc này chia tử và mẫu cho x cộng 2. Có x cộng 2 này. Chia tử và mẫu cho x cộng 2. Thì chúng ta được 1 phần x cộng 2. Được chưa? Tử là x cộng 2 mà chia cho x cộng 2 thì chúng ta được 1. Còn bạn này chúng ta viết lại x cộng 1 phần x cộng 2. À, lúc này may mắn cho chúng ta là hai bạn này cùng mẫu. Cùng mẫu thì mình lấy tử mình cộng lại, đúng không? 1 cộng cho x cộng 1 phần x cộng 2. Và lúc này 1 cộng 1 bằng 2, đúng không? 1 cộng 1 bằng 2 có nghĩa là chúng ta được x cộng 2 phần x cộng 2. Tử và mẫu giống nhau, có nghĩa là phân thức này sẽ bằng 1. Đó. Chúng ta đã đi rút gọn phân thức B và kết quả mình được một số
một sự thật. Có nghĩa là lúc này dù x của chúng ta nhận giá trị nào đi nữa thì p của chúng ta nó luôn luôn bằng 1. Đúng không? Mình kết luận là phải giá trị của biểu thức p nó không phụ thuộc vào giá trị của biến. Vậy giá trị của biểu thức p không phụ thuộc vào giá trị của biến x. Chúng ta xong. Ví dụ 3. Nhờ tính chất kết hợp nên trong một dãy phép cộng nhiều phân thức ta có thể không cần đặt dấu ngoặc. Đó. Ý người ta muốn nói là dấu ngoặc này mình không cần đặt cũng được ha, được chưa? Mình lấy hai bài này mình cộng thôi, mình không cần đặt dấu ngoặc này cũng được. Đó. Không cần đặt dấu ngoặc. Đó. Nhờ tính chất kết hợp nên trong một dãy phép cộng nhiều phân thức ta có thể không cần đặt dấu ngoặc. Rồi, chúng ta xong ví dụ 3. Bây giờ mình sang luyện tập 3. Tính một cách hợp lý. Thì cái luyện tập 3 này chúng ta cũng làm tương tự như ví dụ 3. Và để tiết kiệm thời gian các bạn thì thầy cũng không có chép lại đề nha. Giả sử đây là cái đề mà chúng ta ghi vào đây rồi. Thì làm luôn nha. Thì đỡ mất thời gian. Bằng. Mình thấy là bạn này với bạn này là có mẫu giống nhau. Do đó chúng ta sẽ giao hoán bạn này lên trước. Ok chưa? Bạn này chúng ta viết lại nè. X bình cộng Y bình trừ 1 phần X bình cộng 2XY cộng Y bình. Rồi bạn này mình giao hoán lên trước. Chúng ta được cộng 1 trừ 2Y bình phần X bình cộng 2XY cộng Y bình. Rồi sau đó mới cộng bạn này. Cộng cho 2Y phần X cộng Y. Đó. Theo cái dấu ý này thì chúng ta không cần đặt dấu ngoặc. Được chưa? Mình không cần đặt dấu ngoặc. Không cần. À, mình cộng luôn. Không cần đặt dấu ngoặc. Thì lúc này hai bạn này cùng mẫu rồi. Chúng ta giữ nguyên mẫu. X bình cộng 2XY cộng Y bình. Rồi lấy tử cộng cho nhau. Tử là X bình cộng Y bình trừ 1 cộng cho bạn này là 1 trừ cho 2Y bình. Nhớ kéo cái dấu này ra cho hết nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là bạn này. 2Y phần X cộng Y. Bước tiếp theo chúng ta đi rút gọn. Mình đi rút gọn cái tử. Thì mình thấy nè. Trừ 1 cộng 1 là hết nè. Đó. Như vậy thì tử chúng ta còn gì? X bình, Y bình trừ cho 2Y bình. Y bình trừ 2Y bình thì chúng ta được Y bình. Còn mẫu. Mẫu, mình thấy có dạng hàng đẳng thức đúng không? A bình cộng 2AB cộng B bình. Đó, như vậy mẫu chúng ta phân tích thành X cộng Y tất cả bình. Rồi tiếp theo bạn này ghi lại. Và lúc này chúng ta thấy bạn này cũng có dạng hàng đẳng thức A bình trừ B bình. Đó, các em thấy không? Hàng đẳng thức chúng ta dùng rất là nhiều đúng không? A bình trừ B bình thì chúng ta được A cộng B nhân A trừ B. Có nghĩa là X cộng Y nhân X trừ Y. Mẫu là? Mẫu sẽ là X cộng Y tất cả bình. Rồi, cộng cho bạn này viết lại 2Y phần X cộng Y. Lúc này xuất hiện x cộng y giống nhau, chúng ta đi rút gọn ha. Chia tử và mẫu cho x cộng y thì mình còn trên tử là x trừ y, dưới mẫu là x cộng y. Rồi bạn này chúng ta viết lại 2y phần x cộng y. Lúc này hai bạn này cùng mẫu ha, rất là may mắn cho chúng ta. Cùng mẫu thì mình cộng tử lại, tử là x trừ y rồi cộng cho 2y. Rồi mẫu giữ nguyên x cộng y. Rồi tiếp tục chúng ta rút gọn tiếp ha. Rút gọn đây luôn. Thì x trừ y cộng cho 2y thì chúng ta có thể làm tắt cái này luôn. 2y mà trừ y thì mình còn y. Được chưa nè? 2y mà trừ y thì mình còn y. Vậy định tử là x cộng y với mẫu là x cộng y luôn đúng không? Như vậy thì bằng 1. Được không nè? 2y trừ y thì bằng y.
Như vậy phần tử là x cộng y với mẫu x cộng y rút gọn được một. Đó, chúng ta đã tính biểu thức này, à, biểu thức này bằng bằng một. Chúng ta xong luyện tập 3. Chúng ta sang ví dụ 4. Một đoàn tàu chở khách đi một quãng đường 500 km, trong đó có 50 km đường qua thành phố và 450 km đường qua vùng rừng núi. Biết tốc độ tàu khi chạy qua thành phố kém 30 km/h so với tốc độ tàu khi chạy qua được qua vùng rừng núi. Gọi x km/h là tốc độ tàu chạy qua vùng rừng núi, x lớn hơn 30. Viết phân thức biểu thị theo x thời gian tàu chạy qua vùng rừng núi. Câu A, chúng ta cần viết phân thức biểu thị theo x thời gian tàu chạy qua vùng rừng núi. Thì mình có là thời gian, à, thời gian thì bằng quãng đường chia cho tốc độ, đúng không? Thời gian thì bằng quãng đường chia cho tốc độ. T thì bằng S chia V. Quãng đường qua vùng rừng núi đề cho là vùng rừng núi là bao nhiêu các em? 450 km đường qua vùng rừng núi. Vậy chúng ta lấy 450 mình chia cho tốc độ. Tốc độ đề cho nè, gọi x là tốc độ tàu chạy qua vùng rừng núi. Đó. Tốc độ là x. Cho nên là mình có cái phân thức cần biết ở câu A chính là quãng đường 450 chia x chia tốc độ. Đây, quãng đường chia cho tốc độ. Ok. Rồi tiếp theo, B, thời gian tàu chạy qua thành phố. Thì thời gian tàu chạy qua thành phố sẽ bằng quãng đường qua thành phố chia cho tốc độ qua thành phố. Đề cho biết là tốc độ khi chạy qua thành phố nó kém 30 km/h so với tốc độ tàu chạy qua vùng rừng núi. Như vậy thì muốn tính tốc độ tàu chạy qua thành phố, chúng ta lấy x trừ cho 30. Bởi vì kém, kém là thua đúng không? Thua 30. Thì mình lấy tốc độ tàu chạy qua vùng rừng núi trừ cho 30. Chúng ta được tốc độ tàu chạy qua thành phố. Lấy quãng đường qua thành phố là 50 chia cho tốc độ qua thành phố. Được chưa? Thì mình sẽ có được thời gian tàu chạy qua thành phố. Quãng đường chia tốc độ. Câu C. Chúng ta cần viết phân thức biểu thị theo x thời gian tàu chạy trên cả quãng đường. À, trên cả quãng đường. Thì lấy hai bạn này mình cộng lại. Được chưa? Lấy hai bạn này cộng lại. Đây, hai bạn này cộng lại. Đó. Thì muốn cộng hai bạn này thì chúng ta quy đồng mẫu. Thì mình có cách làm nhanh như sau. Mình vừa cộng vừa quy đồng mẫu luôn. Đó là tương tự như phân số đó. Chúng ta nhân chéo, rồi mẫu thì nhân với nhau. Đây nè, mẫu nhân với nhau nè, x nhân x trừ 30, mẫu nhân với nhau ha. Còn tử mình nhân chéo, à, đây, 450 nhân x trừ 30, 450 nhân x trừ 30, còn bạn này là 50x, đó, được chưa? Rồi sau đó rút gọn thôi, rút gọn thì chúng ta được cái này. Kết luận, vậy phân thức biểu thị thời gian tàu chạy trên cả quãng đường là phân thức này. À, đơn giản thôi đúng không? Có quãng đường, có thời gian, có tốc độ. Có quãng đường, có tốc độ và tính thời gian.